Mẹ ơi, bây giờ con có lạnh như mẹ lúc đó không? Ở một miền quê hẻo lánh, nơi đó có người phụ nữ sống một mình dù bụng mang dạ chửa. Vào một đêm giông bão, trời rất lạnh lẽo, chị ta đau bụng dữ dội và hiểu mình sắp sanh. Cô quyết định đi xuống thành phố ở khá xa. Để đến thành phố, cô phải đi qua một chiếc cầu nhỏ. Khi tới giữa cầu, cô ấy đau đến mức không thể đi được nữa. Và cô ấy quyết định luôn xuống gầm cầu và cô ta hạ sinh con mình ở đó. Sáng hôm sau, một người phụ nữ khác đang chạy xe qua cầu thì xe bỗng dưng chết máy. Khi xuống xe kiểm tra thì cô nghe thấy tiếng khóc nhỏ vang lên đâu đó. Cô ta xuống dưới chân cầu và phát hiện một đứa bé được quấn ấm áp trong những lớp quần áo dày của người mẹ. Còn người mẹ đêm đó đã chết vì lạnh. Người phụ nữ tốt bụng ấy đem đứa con về nuôi. Sau này vào sinh nhật lần thứ 10 của nó, cô đã kể cho đứa bé câu chuyện đó. Những tưởng đứa bé sẽ khóc sướt mướt nhưng không. Đứa bé chỉ yêu cầu cô dẫn nó tới mộ của người mẹ qua cố. Dù trời đang vào đông lạnh giá, cô vẫn chở đứa bé đi. Đến nơi, đứa bé bảo cô để đứa bé được ở bên mộ mẹ một mình. Cô liền đi ra xa nhưng vẫn để mắt tới đứa bé. Đứa bé đứng trước mộ mẹ nó, lần lượt cởi từng lớp áo khoác, áo len, quần dài của mình ra đến khi chỉ còn một chiếc quần đùi. Đứa bé bật khóc nức nở và ôm mộ mẹ mà hỏi: "Mẹ ơi, bây giờ con có lạnh như mẹ lúc đó không?"